Đây là tổ ấm của vợ chồng chúng tôi. Mới đi shopping về. Mới đi shopping về ở cái này là Guatemala. Guatemala. La 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 la. Guatemala. Sáng sáng chiều chiều ra đây uống cà phê, ăn bánh, ăn cái. Du thuyền đậu ở đây. Khoảng chừng 1 tiếng nữa là du thuyền bắt đầu nhổ nhanh neo đi Acapulco nha. Khi qua Mỹ thủy thủ đoàn đón chào anh em chúng tôi đi shopping về. Guantanamera la 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 la. Rồi rồi, cảm ơn. Mặt mũi bơ phờ hết rồi đó. Ok.